những người thuộc giới ngoại cấp như Svatika mà nếu lỡ lầm đụng phải một người thuộc giai cấp cao thì có thể bị trừng phạt nặng. Trong làng Uruvela đã có người bị đánh bầm tím thân thể vì lỡ tay đụng nhầm một người bà La Môn. Lỡ tay đụng phải một người bà La Môn hay một người sát đế lợi tức là làm ô nhiễm người ấy và người ấy phải về ăn chay, nằm đất, sám hối nhiều tuần lễ mới được trong sạch trở lại. Mỗi khi lùa trâu về chuồng, Svatika phải cẩn thận lắm. Nó không bao giờ dám tới gần một người nào trong cái xã hội cao quý. Dù trên đường đi hay là trong sân nhà ông Ram Bhun, nhiều lúc Svatika thấy con trâu còn có may mắn hơn mình. Một người bà La Môn có thể đụng con trâu mà không bị ô uế. Nhưng nếu người ấy đụng nhầm Svatika, là phải về sám hối cả hai ba tuần lễ. Dù mình không đụng người ta, mà người ta đụng nhầm mình, thì mình cũng có thể bị đánh đập tàn nhẫn. Hiện đứng trước Svatika là một người thật dễ thương, nhưng theo kiểu cách của người đó, thì chắc chắn ông ta không phải là người cùng đẳng cấp tới Vasca rồi. Đùa cười người ấy hiện hậu như thế, và cái nhìn của người ấy bao dung như thế, thì chắc hẳn người ấy sẽ chẳng đỡ đánh đập Svatika đâu dù Svatika có lỡ đụng nhầm. Nhưng Svatika nghĩ rằng nếu lỡ đụng nhầm người ấy thì sẽ làm người ấy ô nhiễm, tội nghiệp. Cho nên nó vội ngừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn ba bước. Thấy Svatika không bước tới, người ấy lại bước tới gần Svatika. Svatika tự khắc lui một bước để tránh sự đụng chạm. Nhưng người ấy nhanh nhẹn lắm, chỉ trong một chớp mắt người ấy đã tóm được Svatika tay trái người ấy ôm ngang vai spatika còn tay phải người ấy xoa lên đầu nó spatika đứng yên ngoài má nó chưa có ai xoa đầu nó một cách ưu yếm như thế bao giờ tuy nhiên nó vẫn còn sợ em đừng sợ người ấy nói giọng nhỏ nhẹ và thân mật spatika rất yên tâm khi nghe người ấy nói nó ngẩng đầu lên thì lại gặp cái nhìn bao dung và nụ cười hiền hậu của người ấy. Ngập ngừng một lát, nó nói, Chú dễ thương lắm. Người ấy lấy tay nâng cầm nó lên và nhìn vào mắt nó. Em cũng dễ thương lắm. Nhà em ở gần đây phải không? Svatika không trả lời. Nó nắm lấy bàn tay trái của người đó trong hai bàn tay của nó. Nó hỏi cái câu hỏi đang nằm trong đầu nó. Con nắm tay chú như thế này thì chú bị ô nhiễm rồi phải không? Người ấy cười và lắc đầu. Không đâu em, em là con người, tôi cũng là con người. Em không làm ô nhiễm tôi đâu. Đừng có nghe lời người ta nói. Người ấy cầm tay Svatika đi ra phía cửa rừng. Đàn trâu của Svatika còn đó. Gánh cỏ tươi của Svatika cũng còn đó. Người ấy nhìn Svatika hỏi. Em giăng những con trâu này phải không? Và đây là gánh cỏ mà em đã cắt cho trâu ăn, phải không? Em tên là gì? Nhà ở gần đây không? Svatika lễ phép thưa Dạ, đây là trâu của con chăn Bốn con này và một con nghé này nữa Đây là cỏ của con mới cắt Con tên Svatika Và con bên kia sông Ở cuối là Uruvela Thưa chú, con chú tên gì? Và nhà chú ở đâu? Chú nói cho con nghe được không? Người ấy ôn tồn đáp Được chứ Chú tên là Siddhartha Và chú ở xa lắm Hiện giờ chú ở tạm trong rừng này Chú là sa môn phải không? Người ấy gợt đầu Spatika biết rằng Sa môn là những người tu Thường hai cư trú trong núi Hai người mới quen nhau Mới trao đổi với nhau có vài câu chuyện mà Svatika đã có cảm tưởng là mình đã rất thân với người bạn mới này. Trong làng Uruvela, nó chưa thấy ai đối xử với nó một cách thân ái như thế hay nói chuyện với nó một cách ôn tồn như thế. Nó cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng. Nó muốn bày tỏ nỗi hân hoan của nó. Nó nghĩ giá nó có một cái gì để làm quà tặng cho người này thì hay biết bao. Trong túi nó không có một đồng tiền cũng không có một cục đường phèn. Biết lấy gì làm quà tặng. Nhưng Svatika có can đảm nói ra những gì nó đang nghĩ. Thưa chú, con muốn tặng chú một món quà. Nhưng con không có gì trong người con hết. Siddhartha nhìn Svatika rồi mỉm cười nói. Có chứ, em có một thứ mà nếu em làm quà cho tôi thì tôi thích lắm. Svatika ngơ ngác. Còn có gì đâu Siddhartha chỉ gánh cỏ Cỏ của em cắt cho trâu ăn Mềm và thơm lắm Nếu em cho tôi vài nắm Để tôi trải dưới gốc cây Làm nệm ngồi Thì tôi sẽ sung sướng biết bao Max Fatica sáng lên Nó chạy tới gánh cỏ Cúi xuống Ôm lấy một ôm đầy trong hai vòng tay nhỏ Rồi nó trở về dâng ôm cỏ cho Siddhartha có cô xa này con mới cắt bên bờ sông còn xin biếu chú lát nữa con sẽ ra bờ sông cắt thêm cho đầy gánh Sita chắp tay cung kính nhận bó cỏ từ tay em bé ông nói em rất dễ thương tôi cảm ơn em thôi bây giờ em ra bờ sông cắt cỏ thêm cho đầy gánh đi đuổi về kẻo muộn chiều mai nếu có dịp em ghé vào rừng thăm tôi nhé Bé Svatika cúi đầu chào. Nó đứng đợi cho Siddhartha ô bó cỏ đi khuất vào rừng, rồi mới gỡ lưỡi liềm, gài trên chiếc đòn sóc, đặt nghiêng trên gánh cỏ và bước ra phía bờ sông. Nó thấy ấm áp trong lòng. Trời đầu mùa hạ, cỏ Kusa còn non và lưỡi liềm của Svatika còn sắc, nên cắt rất ngọt. Chẳng mấy chốc mà Svatika đã cắt được đầy một ôm lớn. Svatika lùa trâu về, sông Neranchara có một khúc rất cạn gần đó. Svatika cho trâu lội qua khúc ấy. Con ghét con còn lưu luyến đám cỏ non bên bờ sông. Svatika phải tới lùa nó, chạy theo đàn trâu. Gánh cỏ trên vai không có gì là nặng. Svatika lội qua sông cùng một lượt với bầy trâu. Hết chương 3